Thưa quý vị, ngày 17 tháng 2 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023 và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh Xuân Quý Mão 2023. Năm nay, Bộ Công an tổ chức đón nhận huấn luyện hơn 15.000 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân thuộc Công an các đơn vị địa phương của 61 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động giao cho 10 trung đoàn và 2 trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận và huấn luyện. Chiến sĩ mới được tuyển năm nay có trình độ cao hơn về số lượng và chất lượng, đại học, cao đẳng, trung cấp ngoài các trường Công an Nhân dân. Cũng tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức phát động Tết trồng cây tại 3 điểm Hà Nội, Quảng Ninh và Yên Bái với số lượng gần 6.000 cây. Phấn đấu trong năm 2023, đơn vị sẽ triển khai trồng được hơn 50.000 cây xanh trên toàn quốc. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua đã tổ chức Ngày hội Hutech Tourist Happy Day 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngành du lịch tìm kiếm nguồn nhân lực đang thiếu hụt hiện nay. Ngày hội việc làm Hutech Tourism Happy Day 2023 thu hút gần 30 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 2.500 nhân sự ở vị trí thực tập, việc làm thuộc nhóm ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn cùng một số nhóm ngành liên quan như dịch vụ, kinh tế, vận chuyển. Tại đây, sinh viên được các nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng, được định hướng lựa chọn những vị trí phù hợp và nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp xứng đáng nhất với bản thân. Các bạn sinh viên năm nhất, năm hai cũng có thể tham quan tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng để tìm kiếm cơ hội kiến tập, thực tập hay phỏng vấn ứng tuyển từ đại diện doanh nghiệp. Với nguồn nhân lực được đào tạo chính quy theo mô hình kết nối đại học doanh nghiệp chặt chẽ, bảo đảm kiến thức chuyên môn và trải nghiệm thực tế, sinh viên khi ra trường có thể làm việc được ngay, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Đây sẽ là nhịp cầu kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, giữa nhà tuyển dụng, người lao động, giữa nhà cung cấp dịch vụ, người tiêu dùng hiệu quả nhất. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu, thậm chí phải sa thải hàng loạt lao động vào thời điểm trước Tết, thì cũng có những doanh nghiệp vẫn ăn nên làm ra và có nhu cầu mở rộng sản xuất. Chính vì vậy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng với số lượng lớn. Đây là cơ hội cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm mới hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Cũng như nhiều lao động khác trở về quê ăn Tết, thế nhưng sau Tết, chị Hương đã quyết định ở lại địa phương để tìm kiếm việc làm. Tôi cũng may dây giá ở Sài Gòn, chồng thì làm việc tự do thôi. Thì nguyện vọng biết lý do về quê là hồi đó là chồng mất Covid, cho nên là bây giờ đưa chồng về quê thì về luôn. Nhưng một chắc không quay lại Sài Gòn được nữa. Đối với 20 năm về trước thì ở đấy thì công ty vẫn chưa nhiều, nhưng mà bây giờ thì công ty nhiều cũng gì xin việc. Tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc, để đáp ứng nhu cầu lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay sau Tết và trong cả năm 2023, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng với số lượng lớn để đáp ứng đơn hàng, mở rộng sản xuất hoặc thay thế những nhân sự đã nghỉ việc trước Tết. Tôi muốn tìm một công việc phù hợp như là nhân viên chăm sóc khách hàng này, những công việc lễ tân này, là trong môi trường năng động, mức lương là từ 7 đến 15 triệu. Tôi cũng đang lựa chọn để tìm ra những cái công việc để phù hợp với bản thân của mình. Do mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp này có nhu cầu tuyển dụng ngay khoảng 30 lao động và sẽ tiếp tục tuyển thêm trong thời gian tới. Hiện tại là chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 26 vị trí. Về cái vị trí giám sát bán hàng, công ty đưa ra cái chính sách thu hút, ví dụ như là lương cứng và cái thưởng hiệu suất ấy, 13 triệu cho cái vị trí này nếu họ tiếp nhận cái công việc khi được vào chính thức. Cái mức thưởng KPI, ví dụ như là đạt doanh số hàng tháng thì có thể là thưởng từ 1,5 triệu đến 6 triệu trên một tháng. Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối Hà Nội với 9 địa phương mới diễn ra, gần 160 đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng khoảng 56.000 lao động. Những ngành nghề tuyển dụng lớn như vận tải, logistics, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch, kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng và công nghệ thông tin. Chúng ta thấy rằng là hôm nay là với cái chỉ tiêu rất là nhiều và cái lực lượng lao động đi tìm kiếm việc làm thì cơ bản cũng đều. Đấy, và có thể thấy rằng là cái tình hình về thị trường việc làm sau Tết là cũng đã có những sự sôi nổi và có những cái sự tăng hơn so với những thời điểm cuối năm. Theo ước tính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý 1 và quý 2, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp khoảng từ 350.000 đến 400.000 lao động. Các địa phương đã tiến hành rà soát, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, tình hình cắt giảm sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp,
có phương án kết nối cung cầu, ổn định thị trường lao động. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây đã đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, kiểm soát an toàn thực phẩm trong sử dụng, tiêu dùng sản phẩm nông sản, sử dụng các loại nấm, cây, củ quả rừng tự nhiên làm thực phẩm. Cụ thể, khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ. Chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương, tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Hướng dẫn người dân đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc. Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra. Trong những ngày gần đây, tại nhiều bệnh viện ghi nhận số bệnh nhân mãn tính bất ngờ phải nhập viện đang tăng cao. Một trong những nguyên nhân là do những xáo trộn trong ăn uống và sinh hoạt trong dịp lễ Tết có thể làm bùng phát đợt cấp của các bệnh mãn tính. Không những vậy thì việc ngại không thăm khám bệnh đầu năm, tự ý sử dụng thuốc đã khiến không ít những trường hợp biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Trong dịp Tết mà anh ăn uống không được kiêng như ngày bình thường đúng không? Thay đổi chế độ ăn. Từ tháng vừa rồi là không tiêm. Đây chỉ là một trong số ít những trường hợp bệnh nhân vì chủ quan lơ là trong việc uống thuốc và sinh hoạt theo quy định mà phải tái khám khẩn cấp tại Bệnh viện Thanh Nhàn do đã có biến chứng. Tết thì mình mới giãn vì không muốn đi lại nhiều. Do chủ yếu là mình ăn uống ấy. Cái tuân thủ thuốc trong cái đoạn Tết là bệnh nhân lơ là, thứ hai là thay đổi cái chế độ sinh hoạt. Cái hậu quả sau Tết đường máu tăng, các chỉ số đường huyết tăng hoặc là mỡ máu rất là tăng. Tình trạng này có một số nguy cơ cho bệnh nhân. Có bệnh nhân cũng đã gặp tình trạng là đã tử vong trong cái đoạn Tết bởi vì cố ở nhà. Từ sau kỳ nghỉ Tết, thay vì thăm khám trực tiếp, bác sĩ Hoàng lại thường nhận được những cuộc điện thoại từ người bệnh của mình. Bên cạnh việc hỏi về những triệu chứng, nhiều người chia sẻ tâm lý ngại đến viện khám trong những ngày đầu năm, mặc dù có bệnh mãn tính. Bị ho, sốt với đau họng, Tết nên là cũng lười vào bệnh viện các bác sĩ ạ. Mình bị viêm phế quản mạn mà nó đã có triệu chứng sốt thì nguy cơ rất là cao là mình đã có nhiễm khuẩn. Đầu năm thì một số bác là cũng ngại đi khám, đặc biệt là các bác mà bệnh nhân mãn tính thì xu hướng là quên uống thuốc, các cái triệu chứng có xu hướng nó nặng lên, bị viêm phế quản mạn chẳng hạn, thậm chí có thể gây suy hô hấp và tử vong khi chưa kịp vào viện, chuyện đấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Tình trạng này còn thường gặp hơn tại các trung tâm cấp cứu. Chỉ riêng tại trung tâm A9 Bệnh viện Bạch Mai, từ mùng 2 Tết đến nay, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 300 ca cấp cứu, tăng gấp 2 lần so với bình thường. Đặc biệt, ngày đột biến có tới gần 20 trường hợp bệnh nhân có bệnh mãn tính chuyển biến nặng dẫn đến suy tim, đột quỵ. Như trường hợp này, từ tiền sử huyết áp cao đã dẫn tới xuất huyết não, tiền lượng nặng. Có chút gọi là tiền sử cao huyết áp, công việc của Tết nó bận rộn nó nhiều thì đâm là có cái sinh hoạt nó hơi bị không điều độ, cũng không ngờ là nó biến chứng như vậy. Tết đã cuốn người ta vào các hoạt động của Tết, thành ra nhiều khi người ta đã xem nhẹ hoặc là bỏ qua một số các cái dấu hiệu được coi là đã bất thường rồi, nhưng có những dấu hiệu nó nặng lên, người ta mới đến bệnh viện thì có thể làm cho tình trạng sang một cái trạng thái bất ổn, nguy hiểm mới, dẫn đến các cái biến cố rất là đáng tiếc như là đột quỵ hoặc các cái cấp cứu khác như là các vấn đề về mạch vành rồi các vấn đề về tim mạch rất đáng tiếc. Bệnh mãn tính đặc biệt nguy hiểm khi không tuân thủ chế độ điều trị và cần theo dõi theo phác đồ cũng như uống thuốc đúng đơn. Tự ý bỏ điều trị và không tuân thủ chế độ kiêng khem rất dễ dẫn đến nguy cơ tử vong. Do đó, người bệnh mãn tính cần phải đi khám đúng hẹn để được điều trị trúng đích.